Chào quý vị, lần đầu tiên cho phép tôi gửi tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Thưa quý vị, đúng hẹn lại lên thì hôm nay cũng tiếp tục cái câu chuyện của Cảnh Tê. Nói hoài không hết chuyện quý vị. Mình không phải là người nhiều chuyện mà do chuyện quá nhiều. Những thành phần như Cảnh Tê mà lại được nái Bình Dương, được dê chó Kim Quê, rồi được thành gánh cá. Bắt đầu là vô bảo vệ như đúng rồi quý vị, hình như là dạng dạng cá mè một lứa, đúng không? Ở mây tầm nào gặp gió tầm nấy thôi. Bọn nó thật sự quý vị, tôi nghĩ rằng chắc là cũng là cái bản chất như nhau, cho nên là mới đi bảo vệ những cái vấn đề mà nó xàm xí, nó sai quấy như thế này. Còn những người mà thật sự quý vị, người ta hiểu biết, người ta đâu bảo vệ những vấn đề thế này. Đêm hôm là chắc là bà con nào theo dõi cái chương trình chắc cũng là đã biết quá rõ là Cảnh Tê nó dùng những cái chiêu trò của đó rồi. Lên than khóc tất cả mọi kiểu, cũng than thân trách phận cho rằng mình là một trong những người bất hạnh, không được ăn học đàng hoàng tử tế. Nhưng mà cuối cùng nó vẫn thể hiện một cái vấn đề, nó là người biết chữ. Nó kèm cho con của nó. Thì bà con thấy đi, một trong những cái mà tôi nói thật sự, cái một cái vấn đề mà anh nói trong hai cái thời điểm khác nhau mà nó thật sự hai cái nội dung khác nhau, thì xem như anh là một trong những thằng là nói dối. Cảnh Tê là một cái dạng như vậy, nói dối gọi là sặc mùi. Đấy. Nó bảo nó không biết chữ, cũng không biết chữ mà sao lại là đi kèm con gái của mình, không biết chữ không biết kèm con gái của mình, biết là dạy con gái của mình, thì cái này thật sự quý vị là sao? Ấy. Rồi xin cái tiền 30 triệu để mua cái miếng đất trong cái giai đoạn gọi là cấp bách. Nhưng cuối cùng có tiền rồi nó có mua không quý vị? Hay là có tiền rồi nó lại đòi cái mức giá cao hơn, đòi lô đất cao hơn? Và chúng ta cũng đã thấy cái bước đầu nó xin là 30 triệu, nhưng thật sự số tiền nó đã lên là tới là 200 mấy chục triệu. Đây là một cái bản chất của một cái thằng gọi là lưu manh mà tham lam thứ thiệt. Lên cứ đánh vào tình thương của cộng đồng, đánh vào cái sự mà yêu thương của mạnh thường quân, bắt đầu là lên anh vạ một cách là bất chấp. Cộng đồng bắt đầu lên tiếng, lên bắt đầu là anh còn có vẻ là mất vui, cho rằng bây giờ là em chấp nhận tất cả, ai nói gì cũng được, em không có quan trọng. Thành Cảnh Tê bây giờ nó đâu có còn gì quan trọng quá vậy. Cái mục đích của nó là tiền, chỉ cần tiền là tất cả thôi. Chỉ cần có tiền là cái như là Cảnh Tê cái gì nó cũng làm được, đúng không? Nó đâu có biết thế nào là vinh, thế nào là nhục. Chỉ cần có tiền là Cảnh Tê nó sẽ là mài tất cả những cái danh dự của nó vốn có, là nó mài hết trơn, mài để có tiền, để mà thật sự để trang trải cho những cái thú vui của mình. Một thằng đàn ông mới 31 tuổi mà bây giờ trong tài khoản thật sự không có một đồng xu dưới túi, đây là một trong những cái chuyện rất đáng buồn cười. Vậy đó mà lên không gian mạng cho rằng đây là một cái điều sĩ diện lắm. Lên để mà khoe khoang, bây giờ em không còn một đồng nào trong tài khoản. Khoe cái gì, khoe bây giờ. Mấy cái này mình là thật sự mình phải là che kín lại, vì mình là một trong những con người mà đã thua kém với những người cùng trang lứa trên xã hội. Đây là phải thể hiện một cái niềm đau khổ, một cái sự xấu hổ chứ. Để mà ta vươn lên, để ta phấn đấu chứ. Ai đâu mà lên thật sự. Bây giờ đây bà con thấy đấy, trong tài khoản em còn đúng 1,4 triệu. Mày ăn cho hết thì bây giờ nó thật sự còn đúng 1,4 triệu thôi. Chứ nếu mà mày biết là làm dành dụm, biết là tích lũy, biết phấn đấu, thì số tiền nó cũng phải hơn 1,4 triệu. Ít ra nó cũng 1,5 triệu. Đúng không vậy? Lên mà chài mồi một cách trắng trợn, trơ trẽn, không biết điểm gì. Cộng đồng ai mà lên tiếng, cộng đồng ai mà thật sự lên mà nói tới nó đó, đó là lên bây giờ em bất cần, ai nói gì cũng được. Chứ bây giờ nó thật sự, bây giờ mày muốn nói sao nữa? Cộng đồng người ta đã lên vạch mặt mày như vậy rồi, còn gì nữa để nói? Thước phim vô cùng quen thuộc, tìm căn nhà hoang, dựng lên một mẫu chuyện để đứng vào trong căn nhà hoang đó.
rồi tạo lên những tiếng động, rồi tự nhắc mình, rồi tự bỏ chạy. Đó là kết thúc một cái phim ma của Cảnh Tê. Thước phim nào cũng như thước phim đấy. Nó sạch cái mùi là rập khuôn theo một trong những cái kịch bản soạn sẵn. Mà có nhiều người vẫn còn lao vô, vẫn còn tin Cảnh Tê, vẫn còn có những cái lời lẽ mà như mà thật sự tôi lên tôi nói oan Cảnh Tê, tôi gọi là tôi trù dập Cảnh Tê không bằng. Trời ơi, vô có một số người hiện bây giờ vẫn còn cả như là tin tưởng Cảnh Tê một cách tuyệt đối. Không biết là Cảnh Tê đã cho anh cái gì. Người ta cho anh mà thật sự những lúc mà hồi hộp quá. Cho anh mấy quả lừa, tôi nghĩ là bây giờ thật sự vô mà binh dịch Cảnh Tê cũng quá trần. Bà con vô kênh của nó. Vô kênh của nó có những comment mà thật sự cũng sặc mùi. Trời ơi, cái ông đời thường ông nói vậy, thật sự Cảnh Tê đã phải vậy. Hình như tôi nghĩ người nhà của Cảnh Tê nói như vậy. Chứ còn khán giả mà ai xem rõ về Cảnh Tê tôi nghĩ ai cũng biết cả. Anh mày mà anh mày không có điểm dịch. Cả nhà mình cùng thấy. Chứ em bây giờ em ngồi em nói thì nhiều khi mọi người không tin. Đây giờ em đang ở ngay nhà em. Mọi người nhìn nha, ngày mai em sẽ đi 12 tiếng. Đó, ngày mai á là em sẽ chạy 12 tiếng mà về Gò Quao, Kiên Giang. Rồi em sẽ lại miếng đất đó cho cả nhà mình cùng xem và nói chuyện trực tiếp với lại người chủ miếng đất đó. Cái câu chuyện của mày thì mày muốn ăn mà lên vô bếp, mày muốn chết mà lết ra gò, chứ bây giờ ai đâu mà lại làm thay mà việc này. Anh giống như anh bị oan lắm quá gì. Bây giờ em ngồi đây, ngày mai em phải đi 12 tiếng. Chứ mày không đi lấy tiền đâu bỏ vô mồm, được không? Mày không đi thì không lấy tiền ở đâu mày bỏ vô cái mồm của mày, chứ mày phải đi thôi. Bây giờ mà đi 12 tiếng, 13 tiếng là đi trong cái trạng thái thế nào mày cũng phải đi thôi. Chứ mày muốn có tiền mà phải dẫn dụ khán giả, mày muốn có tiền mày phải là cái như là phải đi lừa bịp chứ. Cái chỗ cái kênh của là Cảnh Tê báo hiếu là cập nhật cả bản lương rồi đấy quý vị. Anh lên anh giống như anh đi cái câu chuyện của người ta đấy quý vị. Anh lên anh giống như là cái như là anh đi làm cái công chuyện cho người ta đó, anh đi làm một cái việc thiện nguyện đó. Mày lên mày ăn mày mà muốn ăn mày mà muốn người ta cho tiền mà phải tiền những cái thức phim đấy mà dàn dựng chứ. Mà trên đường mày đi mày livestream mày vẫn được tiền lì xì của khán giả thì dễ gì mày không đi, đúng không? Mày không đi thì đâu phải gọi là Cảnh Tê. Vừa đi vừa livestream có tiền cà phê ngon lành quá trời luôn. Nhiều lúc thật sự một công nhân mà người ta vô người ta lao động 8 tiếng trên ngày thì làm gì có cái mức lương mà thu nhập cao như Cảnh Tê. Chỉ cần là Cảnh Tê mà thật sự quý vị đi lên trong quá trình chạy trên đường đi livestream còn có nhiều người còn lo sợ nó là chạy sẽ xảy ra tai nạn, người ta còn nhức chân nữa. Chạy cẩn thận ngăn em, chị gửi tiền cho em rồi ngăn em, chúc em ngày mới vui vẻ. Trời ơi, nó thật sự quá vậy. Nó đi ăn xin mà còn có nhiều người mà tử tế nó như vậy thì làm sao mà nó bó nghề được quý vị, được không? Gặp mấy cảnh này là thật sự mình quay nó như quay đầu dế đó. Nó tố cha mày sức khỏe còn đầy đủ mà tại sao mày lại ăn mày ăn xin kiểu như đây, thì nó mới bỏ, nó mới chừa. Thế còn gặp những cảnh này thật sự quý vị, mình càng khen nó, càng an ủi nó, càng động viên nó thì chẳng khác nào mình tiếp tay cho nó. Gặp mấy thứ này mà gặp tôi thật sự quý vị, một xu mà thật sự bó vô mồm nó cũng không có. Chứ đừng nói cái câu chuyện mà cho một lần mấy trăm triệu. Rồi bây giờ được tiền bà con thấy, ngày xưa không có tiền nó lên nó xin. Nhìn cái mặt của nó là thật sự đuối ruồi không bay. Bây giờ có được mấy trăm triệu rồi. À, bây giờ cái mặt của nó bây giờ dinh lên, bà con thấy nhìn cái nhìn dễ thương không? Giờ cái mặt ảnh bây giờ anh lên livestream là mặt ảnh dinh lên, à, bị cộng đồng mạng chữ cho bây giờ không còn lên dám livestream nữa. Rồi sao bây giờ mày không lên livestream nữa Cảnh Tê? Bây giờ lên livestream đi, đưa nái Bình Dương vô, để đưa con nái Bình Dương mà cái con KV hết thời vô để mà nó cứu cánh cho mày. Qua gọi thằng Thành gánh lờ đó, bây giờ nó qua gọi nó cứu cho mày. Nó gọi con dê chó kem quê nó qua nó cứu cho mày. Trời đất thánh thần, một thằng đàn ông mà đi ăn mày ăn xin như vậy còn cái như là kéo theo một cái bọn gọi là cái như là cũng lưu manh đầu đường xó chợ không?
toàn là mấy thằng thật sự U76, 70 không, mà cái đầu như là cái ấp tôm, cái đầu như là thật sự đầu to như bộ ấp như trái nho, không có hiểu, không có biết, không có nhìn nhận cái đúng cái sai. Anh mày gì mà anh mày vô tội quá vậy? Anh mày thì để cho người ta anh mày. Bản thân vẫn còn sức lực, bản thân vẫn còn khỏe mạnh, vậy mà lên anh xin, anh xin một cách trắng trợn, anh xin là không biết ngượng ngùng luôn quý vị. Vậy mà anh tự hào rồi. Chứ giờ thật sự thì em bây giờ không biết nói như thế nào nữa. Bây giờ là em không giấy tờ, không có gì hết. Rồi hôm qua em đâu có like đâu, tao không có like luôn. Rồi bây giờ là mới hay tin, bạn nó mới cho hay tin. Rồi bây giờ là ngày mai là bây giờ là em phải đi xuống dưới chạy biết về dưới. Còn mà nói gì cha nuôi mẹ nuôi em nào giờ không có ai đỡ đầu hết trơn á. Mày cần tao làm cha nuôi mày không? Thật là mày qua chỗ cha nuôi trọng súng đó, trời ơi, thằng đấy là nó nên đỡ đầu mày tốt lắm đó. Chỉ cần mày mà đỡ cái thằng cha nuôi trọng súng ngày xưa đó đỡ đầu mày là mày cũng mà thật sự mày cũng đang lên, gọi là lên như diều gặp gió đó. Mày bây giờ cái ai đỡ mày nào? Ê, mày bây giờ mà thật sự là cái như là bây giờ đó, đã không có cơ quan nào đỡ mà nấu đâu. Mày ăn xong rồi mày nằm đó, rồi mày ăn xin người ta, mày dựng những thứ phim tào lao bá dơ không như vậy. Thật sự ba mẹ mày đã không biết đỡ mà nói chưa, bây giờ mẹ cha mày nuôi đúng không vậy, cha mẹ ruột mà bây giờ cực sự chẳng đã sinh mày ra phải chấp nhận cái trò chơi của mày thôi chứ, người ta cũng là ớn tặng cổ. Rồi mấy ngày qua sao không đưa ba mẹ lên đỡ cảnh tế? À, ta đưa ba mẹ lên đi. Để mà thật sự, để mà vô bảo rằng là đời thường tấn công con của tôi. Đời thường nó nặng nó nhẹ tôi. Để giống như bữa trước đó, nó đưa lên đi. Toàn là thật sự quý vị lấy nước mắt đó mà cái như là dụ cái tình thương của người khác. Kiêu sống như vậy, kiêu sống mà bất chấp như vậy. Gia đình mà như vậy, cha như vậy thì thật sự con làm sao mà nó nể được, con làm sao nó nên được. Mình người cha là thấy con mình đã tào lao, thấy con mình lên nó dựng trò dựng cảnh, nó ăn xin như vậy, nó lên mà thật sự để nó ăn mày tình thương của ta như vậy thì mình phải chấn chỉnh ngay. Đằng này người cha tỏ vẻ tự hào đó, người cha tỏ vẻ là bây giờ có một đứa con là tuyệt vời, thực hiện được tâm nguyện của mình. Ra mà nhìn miếng đất mà khóc hù hụ đó quý vị, thấy nó thương làm sao đó. Mà bây giờ sao không ra đấy, ta di cái chòi ta ở đó đi, cái không đỡ tiền thuê nhà như những gì mày nói. Bây giờ ta vay cái chòi ta ở đó, đỡ tiền thuê nhà. Ước gì bây giờ em có miếng đất em di cái chòi cũng được. Rồi bây giờ có rồi, bà con thấy những mạnh thường quân nào cho tiền đó, tôi nói là thật sự biết cái chiêu trò nó lập tức gọi tức bầm gan thành là nó ăn mày. Theo vấn đề là cái đúng chu kỳ là lại lên thôi, đúng hạn là lên thôi, năm nào cũng như năm đó. Nó không lên xin cái này nó cũng xin cái khác, không lên xin cái khác cũng xin cái nọ. Mà live stream xin tiền là thường xuyên truyền banh, từ lúc mà cộng đồng lên tiếng là bắt đầu ảnh mới dừng, từ lúc cộng đồng lên tiếng bắt đầu là ảnh mới là mới cảm thấy là ú dột là chỗ nào, ảnh mới có cái điểm dừng. Còn không là thật sự quý vị lên truyền banh, ngày nào cũng lên, ngày nào cũng live stream, ngày nào cũng xin tiền. Mà chẳng biết tiền của nó xin ở cộng đồng rồi nó bó ở đâu, mà lúc nào cũng trên là hết tiền. Y xì như Trọng Súng ngày xưa. Trọng Súng dù sao nó cũng là năm đứa con, một con vợ mập, không chịu đi lao động. Thì nó khổ như vậy thì thật sự nó xin thì nhiều lúc mình bực thì mình la nó là đúng. Thế còn thành cảnh tê một mình một thân một ngựa, con mày là cha mẹ nuôi ra, còn bản thân mày một mình một thân mày, mày không lo nổi bản thân mày mà mày đặt lên chỉ cái vấn đề cha già mẹ yếu con thơ. Cái xã hội này mà ai chẳng có cha già mẹ yếu con thơ đó. Mình lên mà thật sự ăn mày như vậy mà còn đưa ra cái gia cảnh không biết vị là gì quý vị, tự tin dở sợ.
đã lên ăn mày còn đưa ra kiểu là cái gia cảnh để mà lấy cái lòng thương của người ta. Một thằng đàn ông mà sức dài dây rộng, sức mà chọi trâu, mà trâu cũng phải là le lưỡi, mà bây giờ lên ăn mày như thế. Mà tình thương của Mạnh Thường Quân tôi thấy cũng là thật sự, vậy nó cũng vô biên, cũng là thật sự thương Cảnh Tê, cũng cho Cảnh Tê, cuối cùng cho nó rồi bây giờ đó. Nó có làm nhà làm cửa gì đâu, bây giờ nó cũng đỡ im đó, làm nhà cửa. Thậm chí rằng miếng đất đó thật sự cũng có rất nhiều thông tin bảo rằng là nó mua đó là thật sự mua trên cái bọn một cái hình thức thôi, để mà rửa tiền Mạnh Thường Quân thôi, chứ bây giờ thật sự không phải là đất nó mua nữa. Có nhiều thông tin là như vậy. Và cái kênh của Diễm là không cập nhật vấn đề đã lên trên kênh của nó, là chúng ta thấy hiểu rồi đúng không? Bao nhiêu clip, bao nhiêu người mua đất nó đưa lên, nhưng riêng Cảnh Tê là cái con này nó không đưa lên. Mà nhìn cái mặt của nó mà nó đưa lên, nhìn mặt Cảnh Tê đưa lên lúc nãy là cái kênh là sành nụ liền.